sữa Colot Azigol là dòng sữa bột chăm sóc sức khỏe thời đại mới, nhập khẩu từ công ty K4 Nutrition Group của New Zealand, giúp hỗ trợ sức đề kháng, tăng cường miễn dịch cho cơ thể, bổ sung dưỡng chất, giúp duy trì, củng cố sự khỏe mạnh, tạo nền tảng tốt cho sự phát triển mỗi ngày, giúp chất lượng cuộc sống của người dùng ngày được nâng cao. Sản phẩm đạt chuẩn về chất lượng, độ an toàn lẫn hiệu quả mang lại, được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Vậy sữa Colot Azigol dành cho lứa tuổi nào? Đó là câu hỏi của nhiều khách hàng hiện nay. Vậy chăm sóc sức khỏe chủ động xin được giải đáp như sau. Sữa Colot Azigol trẻ em uống được không? Cơ thể trẻ em trong giai đoạn phát triển nên cần bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày để giúp các cơ quan được hoàn thiện tốt nhất. Hơn nữa, sức đề kháng còn kém nên rất dễ bị mắc bệnh vặt. Do đó, sữa Colot Azigol có công dụng sau nên dùng tốt cho trẻ em. Bổ sung 20 vitamin và khoáng chất. Bổ sung kháng thể IgG giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể bé. Bổ sung lợi khuẩn probiotic và chất xơ hòa tan giúp bé ăn uống hấp thụ tốt hơn. Sữa Colot Azigol với bệnh xương khớp. Những người đang mắc bệnh xương khớp như loãng xương, viêm thấp khớp, thoái hóa khớp, sữa Colot Azigol giúp bổ sung nguồn canxi. 1047mg canxi trên một khẩu phần giúp xương chắc khỏe. Hơn nữa, Colot Azigol bổ sung vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn từ nguồn sữa cũng như từ nguồn thực phẩm mỗi ngày. Do đó, sản phẩm sữa Colot Azigol dùng tốt cho người mắc bệnh xương khớp. Sữa Colot Azigol với bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường là một tình trạng bệnh lý rối loạn chuyển hóa không đồng nhất. Khi đó, lượng đường trong máu luôn ở mức cao hơn so với bình thường. Nguyên nhân chính là do cơ thể thiếu hụt về tiết insulin hoặc đề kháng với insulin hoặc cả hai, dẫn đến rối loạn quan trọng về chuyển hóa đường, đạm, mỡ, chất khoáng. Nguyên nhân chủ yếu là do lối sống kém lành mạnh, nạp quá nhiều đường và chất béo, không bổ sung đầy đủ chất xơ, hạn chế vận động. Bệnh tiểu đường có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, do đó cần phát hiện sớm để có thể can thiệp điều trị hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu. Với sữa Colot Azigol, bổ sung lợi khuẩn probiotic và chất xơ hòa tan, giúp cơ thể cân bằng chuyển hóa, lập lại sự cân bằng quá trình trao đổi chất tốt hơn. Chỉ số đường của sản phẩm GI là 30. GI dưới 35 phù hợp với người tiểu đường, theo khuyến nghị của chuyên gia y tế. Do đó, sản phẩm sữa Colot Azigol dùng tốt cho người tiểu đường. Sữa Colot Azigol dành cho người già, bà bầu. Sản phẩm sữa Colot Azigol dùng tốt cho người già, bà bầu nhờ những công dụng vượt trội như sau. Bổ sung kháng thể IgG giúp người già, bà bầu có sức đề kháng tốt, phòng ngừa cảm vặt. Bổ sung 20 loại vitamin và khoáng chất giúp cơ thể người già khỏe mạnh, giúp thai nhi đầy đủ dưỡng chất. Bổ sung lợi khuẩn và chất xơ hòa tan giúp tốt cho tiêu hóa, ăn uống hấp thu, ngăn ngừa chứng táo bón. Bổ sung nguồn canxi và D3 giúp xương chắc khỏe. Làm chậm quá trình lão hóa xương, gây chứng loãng xương ở người già, đau nhức mỏi ở bà bầu. Như vậy, sữa Colot Azigol có thể sử dụng rộng rãi cho nhiều đối tượng lứa tuổi. Từ trẻ nhỏ trên 3 tuổi cần cải thiện sức khỏe, nâng cao thể trạng, tăng cường chiều cao. Trẻ đang gặp tình trạng biếng ăn, ăn uống kém hấp thu, thường mắc bệnh vặt. Người trưởng thành cần bồi bổ cơ thể, tăng cường năng lượng. Người có hệ miễn dịch kém, đề kháng yếu, thường xuyên mắc bệnh vặt. Người cao tuổi muốn chăm sóc sức khỏe tốt lên mỗi ngày, chống tình trạng suy nhược. Phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú cần nâng cao sức khỏe. Người muốn phòng ngừa các bệnh lý và hỗ trợ cải thiện sức khỏe liên quan đến xương khớp, tim mạch, thần kinh, tiểu đường.
lưu ý khi sử dụng. Sản phẩm không phải là thuốc, không được dùng để điều trị thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy sử dụng đúng liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tránh sử dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi hoặc những người có dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong sản phẩm. Không kết hợp sử dụng với các loại sữa khác và ngưng sử dụng nếu sản phẩm có dấu hiệu không bình thường. Đối với người sử dụng thuốc, bệnh nhân mãn tính hoặc bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Tránh mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường. Trước khi sử dụng, hãy lắc đều hộp sữa trong 1 đến 2 phút để đảm bảo dưỡng chất được phân tán đều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu quý vị cần tư vấn thêm về sản phẩm, vui lòng để lại comment bình luận bên dưới hoặc gọi số hotline 038 242 6583 của Chăm sóc sức khỏe chủ động. Chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị cũng đừng quên like và nhấn chuông đăng ký kênh để đón xem nhiều video hữu ích mới nhất trên kênh Chăm sóc sức khỏe chủ động. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.